đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ông Cao Thắng bật mí cách Đông Nhi thông báo đang mang thai khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tin tức Đông Nhi đang mang thai nhấp thì đầu lòng cho ông Cao Thắng đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Sau 10 năm bên nhau, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới thế kỷ. Sau 5 tháng thổi cơm chung, cả hai đã đón chào quả ngọt đầu tiên. Được biết hiện tại Đông Nhi đang mang thai nhóc tỳ ở tháng thứ 3 và cặp đôi đang vô cùng háo hức mong chờ em bé chào đời. Trước đó trên trang cá nhân của mình, Đông Nhi đã chia sẻ: "Lần đầu tiên thấy anh hồi hộp từng ngày trong suốt 3 tháng qua, đi kèm là bức ảnh hai vợ chồng chụp cùng nhau." Biểu cảm của ông Cao Thắng trong bức ảnh đã cho thấy nam ca sĩ đã ngạc nhiên và vui mừng như thế nào. Khán giả vẫn vô cùng thắc mắc liệu Đông Nhi đã thông báo với ông Cao Thắng việc mình đang mang thai bằng hình thức đặc biệt nào. Mới đây, tin nhắn của ông Cao Thắng cũng như bức ảnh chụp đã phần nào tiết lộ được điều đó. Theo như tin nhắn tiết lộ thì hôm đó Đông Nhi đã chuẩn bị một tấm thiệp và ông Cao Thắng vẫn chỉ nghĩ rằng đó là điều lãng mạn thường ngày mà bà xã dành cho mình. Không ngờ khi dở tấm thiệp ra thì đó là một cái que thử. Lúc đó ông Cao Thắng đã hét ầm lên, ôm Đông Nhi thật hạnh phúc. Thực sự lúc đó chưa dám tin vào mắt mình thì cũng trông ngóng mấy tháng rồi mà chưa thấy. Ông xã Đông Nhi bộc bạch, đi kèm đó là hình ảnh chiếc thiệp đặc biệt được chụp lại. Nhiều người đã chia sẻ rằng tình yêu của cả hai đặc biệt, cho nên việc thông báo tin vui của cả hai cũng vô cùng đặc biệt như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.